Anh nói là khu vực chỗ Nhung ở á, làm neo bao, làm sai cái gì ha là chủ nó nặng nó nhẹ, nó trên đầu trên cổ này kia. À, còn chỗ anh làm mà kiểu ăn chia nên không ai dám nói gì hết, muốn làm gì làm, không phải riêng gì nghề neo á, bất cứ nghề nào cũng vậy. À, cảm thấy mình làm công việc nào mình thấy thoải mái thì mình cứ tiếp tục, còn không thoải mái thì mình chọn công việc khác hoặc mình đi nơi khác thôi. Hello, Nhung chào buổi sáng tất cả cô bán chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Phạm Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ. Hôm qua coi thời tiết thì nói là hôm nay mưa nhưng mà trưa chiều mới mưa. Nhung dự định là đi ra sân dọn dẹp sân vườn để dồn phân lại rồi bỏ mấy cái thùng mà mũ để bỏ rác đó cô bán chị, tại vì ngày mai đổ rác rồi. Mà sáng ra mới sáng sớm là trời đã mưa rồi, mưa ướt nhẹp đất hết trơn, với lại cũng đang mưa lất phất nè. Là Nhung cũng không có làm được ở bên ngoài, tại vì ngoài trời sợ mưa mình đi ra ngoài làm sẽ bệnh đó cô bán chị. Ở Mỹ thì bệnh nó phiền lắm. Dù bị cảm sòn sơ sơ thì không sao, chứ bị bệnh mà phải vô bệnh viện rất là phiền. Nên là thôi Nhung không có làm, để thôi để ngày mai đi. Ngày mai cho bớt mưa xuống rồi Nhung sẽ dồn phân đất lại để bứng mấy bụi xả lên trên để trồng giống như kế hoạch Nhung tính lúc trước ha. Giờ Nhung dọn dẹp gom mấy cái cây ở đây cho nó gọn gàng ngăn nắp lại thôi, ở trong nhà đi ha. Mình không làm được việc bên ngoài thì mình sẽ làm được việc ở trong nhà. Nhung nghĩ gì đó, tại vì dự định mình làm bên ngoài là bây giờ trời mưa không có làm được, nên là mình sẽ dọn dẹp bên trong. Giờ thì Nhung sẽ đặt máy quay xuống và dọn hết cái khu vực này nè cô bác chị. Cây cỏ Nhung sẽ sắp xếp cho ngăn nắp gọn gàng lại ha. Chứ thôi để tùm lum tùm la không có lối đi gì hết trơn. Quét dọn sạch sẽ thì thấy chỗ này sẽ rộng rãi hơn, trống trải và thoáng mát hơn á. Nên thân dễ sợ luôn, nãy giờ dọn đặt máy quay đủ thứ hết trơn nhưng mà cuối cùng quên bấm máy cô bán chị, thì thành quả đã xong rồi, dọn dẹp cũng nói chung cũng tạm ổn rồi, ngăn nắp được trơn rồi ha, gọn gàng được chút xíu rồi nè. Cây thì Nhung gom được đống đây, còn đống cây lúc nãy đây Nhung cũng gom chất lên đây cho ngăn nắp gọn gàng rồi. Mấy cuộn giấy thì Nhung cũng cuộn lại đào đâu đó đàng hoàng, rác thì Nhung vô cái thùng rồi chỉ đem đi bỏ thôi. Cái này hôm bữa trước mấy anh uống bia mấy anh để ngoài này nè, Nhung cũng gom bỏ vô đây. Mưa xuống cái giọt mưa đọng trên cái thân cây đẹp ghê luôn cha. Cái này là thời tiết mùa hè chứ gặp mùa đông là gặp như thế này đông đá thành sợi rồi đó cô bác anh chị. Cây trúc nhà Nhung hôm nay cũng tốt rồi, nhưng mà Nhung sẽ lấy một ít phân đất ở ngoài kia đó, cái phân đất mà bữa mấy anh đào lên đó, Nhung lấy một ít đất đó, tại vì cái cây này phải chịu đất. Ồ, hôm nay có trái nhiều quá nè, bữa giờ không để ý luôn, bữa nay bữa thấy trái như nhí một trái thôi, bên này hai ba trái luôn. Có mưa xuống, Nhung để cái thân cây ở đây nè, tại vì ngay cái giọt nước trên mái nhà rớt xuống đó cô bán chị, ngay cái giọt nước sẵn nó nhiễu nhiễu xuống đây cái cho các cái thân cây tốt luôn, nên là có thể cây trồng đây sẽ tốt. Hôm nay nó có tới hai trái ba trái nè cô bán chị, đây một trái ha, đây một trái phía bên đây, ngoài đây một trái nè, đây nè, đó hai trái, để coi còn trái nào nữa không. Bắt đầu ra lá non rồi nè cô bán chị, nhìn là thấy biết cái cây này bắt đầu phát triển rồi ha. Nè cái lá non rồi nè, đọt non quá chừng luôn nè. Đó, bên đây cũng là đọt non. Cái lá non thì nó hơi tím tím cô bác anh chị ha. À, càng dài dài thì nó sẽ càng màu xanh đậm. Công nhận để cái cây ngay cái máy này là ngay giọt mưa rớt xuống cái nó sẽ giống như nó nước nó chảy từ 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 ở trên xuống thân cây nè, giống như là hình thức là tưới nước phun sương vậy đó. Sáng dự định nhiều chuyện quá mà đi ra sân vườn không có làm được gì, buồn ghê luôn á. Trời mưa cái là thay đổi hết công việc của Nhung luôn. Tươi tốt mình khỏi tưới cô bác anh chị, nhất là bụi đậu đũa của Nhung Minh kia kìa, đó bây giờ nó đang phát triển tốt quá chừng luôn. Dự định là hôm nay sáng sẽ đẩy hết mấy cái thùng đó đổ vô trong cái bồn vuông vuông này, Nhung dời qua đây này ngày hôm qua nè, nhưng mà bây giờ là mưa xuống là ướt nhẹp không có thể di chuyển được cô bác anh chị, như là đang mưa lất phất thế này mình ra dễ bệnh lắm. Phía bên trong đây thì Nhung cũng dọn dẹp cũng ngăn nắp gọn gàng được chút xíu rồi. Mấy cái cây dán này thì mấy cái miếng dán bảng lớn lớn này nè thì Nhung sẽ nhờ anh xã Nhung với mấy anh đóng cho Nhung cái hộc để Nhung trồng rau. Còn một số ít cây dán này thì giống như kiểu đóng dài cái băng ngồi có bán chị, giống như cái băng này nè, tại vì nó cây khổ vuông sẵn này nè, cái đóng xuống một hai băng để mình ngồi chơi này kia đó, một băng hai băng thôi chứ Nhung không chịu đóng nhiều đâu. Rồi phần còn lại vậy thì sẽ đem qua nhà của chị bạn Nhung để chị cũng làm mái che bên đó. Khi mà chị qua nhà Nhung chị thấy mái che nhà Nhung nè, làm xong rồi cái bắt đầu chị thích, xong rồi hai chồng cũng quyết định là làm bên đó, nên mấy anh đó lấy cái cây này còn dư nè đem về bển cho mấy chị làm bên kia, chứ để đây cũng nhiều khi cũng đâu có làm gì đâu. À, nhà cửa cũng hơi chật chội nữa.
Sẵn đây khoe với cô bác anh chị nè, anh xã Nhung ảnh bắt mấy cái đèn này là đèn năng lượng mặt trời cô bác anh chị. Đó, anh bắt vô đây ha, anh đi dây, anh đục lỗ, anh đi dây qua đây nè, nó anh làm công phu ghê chưa. Như đi làm về cái thì không có thời gian nhiều á, nên là anh làm tỉ mỉ ngày chút một chút. Đó, anh xuyên, thay vì anh bắt cái dây này rời ngoài, anh không bắt, anh khoét cái lỗ cô bác anh chị thấy không. Anh đưa dây xuyên qua như thế này nè, đưa ra ngoài thì ở bên ngoài ánh nắng mặt trời để sạc pin vô. Vô trong đây, cái đèn này giống như nó tự động cô bác anh chị, khi có bóng người đi nghe hoặc là có con gì chạy qua chạy lại nó tự sáng lên. Đó thì anh xã như bánh gắn ở trên đây là ba bóng. Nè phía bên đây đó nè, phía bên kia. Tại vì khu vực bên ngoài cái máy này mình không có đi dây điện, đi ổ điện được giống như trong nhà, nên là chỉ có xài cái năng lượng mặt trời thôi. Ban đêm cũng sáng lắm cô bác anh chị, đẹp ha. Ở đây thì nói chung mọi thứ thì cũng còn tùm lum hết, để Nhung dọn dẹp từ từ đi. Nói chung là mình làm sẽ làm từ từ, sau đó Nhung sẽ đem mấy cái băng ghế của Nhung ra đây, cộng thêm cái võng ở đây nữa, hai vợ chồng ngồi chiều lúc lắc được kia chơi. Nói chung là ngồi võng đưa cũng cảm giác giống như ở dưới quê miền Việt Nam mình, ở dưới quê đó. Thì hôm nay ngoài trời mưa cũng không làm được gì, thôi thì Nhung dẫn cô bán chị mình vào trong nhà để nấu đồ ăn ha. Nhung sẽ nấu cái món gì đó để cho gọn nhẹ đơn giản. Thôi mời cô bán chị mình vô nhà nấu với Nhung nha. Nguyên liệu chính cho món ăn ngày hôm nay đó là gà. Giờ trước hết Nhung sẽ đi vệ sinh con gà này sạch sẽ ha. Mấy hôm trước Nhung mua đợt gà này là gà tươi người ta mới làm luôn á cô bán chị. Nhưng mà về nhiều quá ăn không hết, Nhung bỏ tủ đá chia từng con ra. Ngày hôm qua Nhung xả đá ra rồi. Sáng nay dậy thì hết đá, hết lạnh rồi. Giờ Nhung sẽ vệ sinh sạch sẽ trước khi mình đem đi chế biến ha. Tiếp theo Nhung sẽ ướp gia vị vào thịt gà để cho thấm. Trước khi mình đem nấu thịt sẽ thấm đều gia vị và ngon hơn đó. Cách ướp tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình. Cô bán chị nào mình thấy ướp ngon, nói chung món cà ri là phải mặn, ngọt và béo. Tùy theo khẩu vị mỗi gia đình, cô bán chị mình ướp như thế nào, cảm thấy gia đình mình vừa miệng ăn ngon là được rồi. Điểm đặc biệt tiếp theo của món cà ri gà không thể thiếu khoai môn. Khoai môn thì cô bán chị mình có thể chọn khoai môn tàu hoặc là khoai môn cao đều được. Mỗi loại có độ ngon khác nhau. Khoai môn tàu thì có độ béo bùi, còn khoai môn cao thì có độ mềm và dẻo. Khoai môn thì Nhung chiên sơ thôi, chiên để cho ăn tới khoai thơm khoai thôi chứ Nhung không có chiên vàng ha. Tại vì Nhung muốn khi mà nấu vào chung với gà có cái độ nhựa nhựa sệt sệt ra thì mình chấm bánh mì sẽ ngon hơn. Hôm nay Nhung sẽ nấu món cà ri gà ăn cùng bánh mì. Món này có thể ăn cùng với bún nữa cô bác anh chị ha. Nhưng mà hôm nay Nhung sẽ nấu ăn bánh mì. Nhưng mà bánh mì chưa đi mua, nó không biết mua bánh mì có không nè. Thôi giờ trước mắt thì mình cứ nấu đi ha. Rồi xong rồi đi chợ, nếu mua được thì ăn, còn không được thì mình sẽ ăn với bún. Mọi thứ chuẩn bị coi như đã xong. Củ hành, thịt, khoai môn đã chiên xong hết rồi. Bây giờ Nhung bắt tay vào bếp nấu thôi. Đây là dầu dừa nha cô bác anh chị. Cho tỏi băm vào đây. Sau khi nấu khoảng 15-20 phút gì đó thì thịt cũng đã mềm sơ rồi cô bác anh chị. Giờ Nhung sẽ cho khoai vào ha. Khoai thì lúc nãy mình cũng đã chiên sơ rồi nên nấu cũng nhanh chín lắm. Có một nồi cà ri ngon lành rồi đó cô bác anh chị ơi. Chỉ cần dậy sớm nấu chút xíu là có ăn thôi. Sáng dậy nấu nồi cà ri này, sẵn đây cái chiều đi về cái hai chồng hâm lên ăn thôi. Tại vì thường á là nấu những cái món mà lâu ăn cô bán chị, giống như xương hầm này kia nọ thì Nhung sẽ chọn cách để nấu trước á. Buổi sáng thì Nhung nấu sẵn như thế này, cái chiều đi làm về cái hâm bên ăn thôi. Chứ món cà ri này mà chiều đi làm về mới nấu thì không biết chừng nào mới ăn. Muốn ăn cái gì đó thì phải nấu trước, chuẩn bị trước, giống như là sáng nấu chiều ăn, chiều nấu sáng ăn. Sáng anh xã Nhung đi làm sớm á, nên là sáng dậy ra nấu không kịp. Còn Nhung á thì sáng có thời gian nhiều hơn đó, tại vì Nhung 9:30 mới lên tới giờ làm. Nên là sáng khi mà tiễn đưa anh xã Nhung đi làm xong thì Nhung sẽ soạn tủ lạnh ra nấu món này món kia, nấu sẵn chiều ăn hoặc là chuẩn bị sẵn hết cái chiều về nấu lên ăn liền vậy đó. Còn những cái món mà nấu giống như cà ri hoặc là bún bò này, phở này kia thì Nhung phải sáng dậy nấu trước, nấu sẵn hết, chuẩn bị sẵn cái chiều đi làm về cái hai chồng hâm lên nấu lên ăn thôi. Gia vị quan trọng nhất trong món cà ri không thể thiếu đó là nước cốt dừa. Đây nghe cô bác anh chị. Mà phải nói cái món cà ri này là món xuất phát từ dân miền Tây. Nấu mà món cà ri này là phải có nước cốt dừa cô bác chị. Ai mà không ăn được nước cốt dừa thì món cà ri coi như không có ngon đâu.
món cà ri mà hấp dẫn chưa. Cà ri thì nấu nước nhiều nhiều một xíu cái cho nó ra được cái kiểu khoai này, cho nó ra nó nhựa nhựa nữa ha cô bác anh chị ha, sệt sệt lên ha, cái mình chấm với bánh mì ngon nhất nắp luôn đó. Cái màu cà ri đẹp dễ sợ chưa, giờ mình nấu lên cho khoai nhừ một chút nữa là xong ha. Cà ri thì mình để cho nước cốt dừa béo thì mình cho cái nước cốt dừa sao á cô bác anh chị, cái mình hồi trước khi mình nêm nếm ấy, chứ mình để nước cốt dừa trước thì giống như nấu có mất đi cái độ béo. Sáng sớm đi chợ xem mua bánh mì gặp mấy em dịch trời cản đường cô bác anh chị. Ừ, mấy em cản đường đứng trước đây là cản đường nè. Mà mình phải né mẹ em chứ mẹ em không có né mình đâu. Nhiều ghê luôn chưa? Đừng đi qua nghe. Dịch này mà đang đi ngoài trời mà cô bác anh chị mình không né ha, mình cứ chạy ảo ảo ào ào luôn ha. Cảnh sát mà thấy được là coi như là xong hàng luôn á. Bởi vì bảo vệ động vật thiên nhiên. Mấy em đứng kế bên luôn nè. Đâu có sợ gì đâu, đứng một chân nó mới sợ chứ. Kìa bên kia nhóc qua chân của bác anh chị đi qua bên hướng đó kìa. Bây giờ đây tại vì mưa nên xuống nhiều lắm. Thôi bây giờ đi vô chợ mua bánh mì thôi. Đây là chợ xem. Mua bánh mì, mua thịt ba chỉ, mua đường, mua ít linh tinh này về. Mấy em dịch vẫn còn đứng đằng kia kìa cô bác anh chị. Thấy thương ghê chưa? Sáng sớm thì cũng tranh thủ đi chợ mua này mua kia ha, nhưng đang đứng trước chợ xem nè. Hôm bữa trước Nhung có bà khách á làm trong chợ này, trước thì Nhung không có làm thẻ xem, đi xem toàn mượn thẻ thôi. Cái hôm bữa trước có bà khách đến làm, cái bà khách bà giới thiệu, Nhung hỏi bà gì cho làm thẻ đó, tại nhiều khi mình đi thẻ của mình cho nó dễ, cô bán gì mượn người khác nhiều khi mất công mượn rồi trả này kia cũng phiền á. Cái xong cái Nhung nói bà, cái bà cho người đến tiệm làm cho Nhung luôn. Bà gọi cái người làm á, gọi cái người làm thẻ, người ta đến tiệm cái làm cho Nhung luôn. Cái bao đường nó hơi nặng. Đây là bao đường này có mấy pound ta? Bao đường này 10 pound. 10 pound này hai chồng Nhung ăn chắc 5. Ở trong chợ xem chỗ Nhung ở có bán thịt ba chỉ nè cô bác anh chị. Nhìn ngon ghê ha. Thịt ba chỉ này không có da nha cô bác anh chị. Đặc biệt thịt ba chỉ này ở chợ này không có da mà đều ngon dễ sợ, nhìn người ta cắt đẹp mà ngon lắm nè, tươi ngon lắm. Giá 4 đồng mấy một pound cô bác anh chị, 4 đồng mấy một pound nhưng mà tươi ngon lắm, ngon hơn ở dưới chợ Việt Nam nhiều. Nhiều khi mình gặp ở chợ Việt Nam thì có da ha. Thôi bây giờ đi về thôi. Giờ này mấy em dịch di tản từ từ. Giờ này là người ta chuẩn bị đi chợ này đông đó cô bác anh chị, nên mấy em dịch di chuyển từ từ rồi kìa. Buổi sáng sớm Nhung đi chợ này, giờ này cũng chưa có nhiều người đi. Với lại hôm nay trời mưa nó cũng ít người đi nữa. Mà Nhung mới vừa đi làm xong, bây giờ hôm nay trời nắng rất là đẹp, tranh thủ đi về sớm để quất cỏ với anh xã Nhung. Buổi sáng mưa quá trời mưa mà chiều nay nắng nguyên ngày nay đó, nên là bây giờ nắng lên là cũng khô ráo đất rồi, với lại cỏ cũng ráo rồi đó. Hồi nãy gọi anh xã Nhung thì anh nói thôi chiều nay về quất cỏ. Mới đi làm về tới cô bác anh chị, anh xã Nhung đang sạn cái máy quất cỏ kìa. Thì để anh quất cỏ, Nhung quay sẽ quay cho cô bác anh chị mình xem nha. Cái máy này quất bằng tay cô bác anh chị, anh xã Nhung nó cũng hơi nặng nặng nên anh thiết kế là cái dây đeo lên vai nè, để khi mình quải mình di chuyển tới lui nó không có bị đau á, không có bị mỏi tay đó. Này, nói chung anh xã Nhung anh cũng thiết kế nhiều cái cũng độc lạ lắm. Giờ Nhung mời cô bác anh chị mình đi xem quất cỏ với hai chồng Nhung nha. Có nghĩa là quất cỏ kiểu mình là giống như mình nói cái từ quất cỏ ha, nhưng mà thật sự ra giống như một cái cọng dây đó, mình dùng cái lực của máy á cho nó xoay 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 danh cỏ cho đều tròn lại cho đẹp á. Thì ở đây thường thường người ta gọi là quất cỏ, nhưng mà thật sự ra cái đó là mình dùng cái cọng dây, cái lực của cọng dây nó quay quay vòng vòng để nó cắt đứt cái phần cỏ đi, cho cái sân mình nó ngăn nắp sạch sẽ với lại cho nó đều nó đẹp á. Để Nhung đi đằng trước coi phụ anh xã Nhung ha, ảnh đang mở cổng rào đi đằng trước để quất cỏ phía trước á, để Nhung cho cô bác chị mình xem coi ở Mỹ quất cỏ như thế nào nha. Máy này chạy bằng xăng, sau khi đề nổ thì anh xã Nhung ảnh quả lên dây bắt đầu anh đi cắt nè, ảnh đi quơ vòng vòng ở chỗ nào mình cần tỉa thì ảnh quơ vòng vòng vậy đó. Nói chung nhìn thấy đơn giản nhưng mà có cái là mình phải điều khiển với lại mình cũng phải canh cho độ chính xác đó. Chứ nhiều khi mình lỡ tay cái quất cái chỗ cao chỗ thấp này kia nó không đều, nó không đẹp á. Nhung cũng chưa từng thử cái máy này đó, cô bác chỉ thấy một cọng dây thôi ha, cái xoay vòng cái đó. Với lại Nhung cũng không dám lại gần tại vì
cái này mình quất xong á, nhiều khi đá đất mình gây văng lên á. Bởi vì mỗi lần anh xã Nhung làm là anh phải mang này vào ống và bút vậy đó, để cho không có bị văng đá văng này kia lên trên giò đao á. Thường thường mùa hè ai cũng tranh thủ nhau chăm sóc sân vườn này kia, nhất là sân trước á cô bác anh chị. Tại vì sân trước thì người này người kia qua lại này kia nhiều, còn sân sau thí dụ mình cắt cỏ mình không quất, mình không danh tỉ thì cũng không sao hết, ít ai nhìn thấy, có người đi ra mới thấy. Còn ở sân trước này á là kẻ đi qua người đi lại, nếu mình không cắt á, mình để cỏ tùm hết trơn này kia nọ, không có chăm sóc cỏ thì nhìn cái mất đi thẩm mỹ cái khu nhà của mình nó không còn giá trị nữa. Mặc dù trời đang chuyển mưa nhưng mà khá là đẹp nha cô bác anh chị. Nhiều mây phía bên kia là đẹp ghê luôn ha. Anh xã Nhung cũng mới vừa quất cỏ xong. Tại hôm nay anh quất cỏ thôi, Nhung không có tiếp được. Cái máy quất cỏ này thì anh xã Nhung anh đeo lên mình á, rồi anh tự quất thôi chứ Nhung không có phụ được. Với lại Nhung cũng không biết sử dụng cái máy này nữa. Anh quất xong bây giờ mình mấy mặt mày đỏ hực hết trơn. Nói chung là anh bịt mặt á cô bác anh chị. Sợ cỏ văng á. Nên là anh bịt mặt xong rồi bây giờ với mặt mày đỏ quét hết trơn. Nó kiểu giống như là mệt á. Ở Mỹ cô bác anh chị biết muốn làm cái việc gì đó, thứ nhất là phải sắp xếp thời gian, cái thứ hai nó phải coi thời tiết. Nếu mình làm những công chuyện bên ngoài thì phải coi thời tiết, giống như mấy người ta làm mái che nhà nè, hoặc là những người người ta xây dựng ngoài kia mà, giống như thậm chí tráng xi măng ngoài trời á, thì người ta cũng phải coi thời tiết hôm đó có mưa hay không để biết mà làm. Bây giờ trời cũng tối rồi, không làm không kịp thời gian đó. Với lại anh xã Nhung quất cỏ xong cũng mệt á, anh vô tắm rửa xong thì Nhung cũng vô chuẩn bị nướng bánh mì để làm cà ri, ăn cà ri ha. Và sáng Nhung nấu cà ri đó, định là chiều nay hai chồng ăn để quay để nói chuyện với cô bác anh chị mình chơi. Nhưng mà anh quất cỏ xong mặt mà anh bơ phờ hết trơn, kiểu giống như mệt á. Rồi anh nói thôi để chắc là hôm nay Nhung không có quay được lúc hai chồng ăn, mà có gì hẹn gặp cô bác anh chị mình một ngày nhất nha. Bữa trước cũng có một số cô bác anh chị yêu cầu Nhung là nấu món ăn gì đó rồi xong hai chồng ngồi ăn chung, giống như kiểu vừa ăn vừa tâm sự nói chuyện cùng khán giả đó. Rồi thôi hẹn cô bác anh chị mình dịp sau nha. Cô bác anh chị mình có nghe tiếng cắt cỏ xa xa không? Thường thì buổi chiều cô bác anh chị hoặc là buổi sáng thì nếu mà trời nắng ở xóm nhà Nhung hay có mấy chú cô chú ở xóm này đẩy máy ra cắt cỏ. Thứ nhất đó là một hình thức giải trí, cái thứ hai kiểu giống như là để chăm sóc cỏ cho sạch cho đẹp luôn vậy đó. Sẵn đây Nhung cũng xin trả lời một cái thắc mắc của anh khán giả hôm bữa trước bình luận trong một video trước của Nhung. Anh nói về vấn đề làm neo, anh nói là khu vực chỗ Nhung ở là mà lương bao. Chứ mà làm ăn chia thì là anh nói là khu vực chỗ Nhung ở làm neo bao thì vào tiệm là làm sai cái gì hay là chủ nó nặng nó nhẹ nó trên đầu trên cổ này kia, còn chỗ anh làm mà kiểu ăn chia nên không ai dám nói gì hết, muốn làm gì làm. Thì cũng xin thưa với anh là tùy theo công việc, tùy theo nơi, tùy theo khu vực và cũng như tùy theo cách cư xử của mỗi người luôn. Nhung cũng xin thưa chỗ Nhung ở thì với lại chỗ Nhung làm thì hầu hết là lương bao chứ không có lương, không có ăn chia. Nhưng mà Nhung nghĩ dù bao hay dù chia thì cái người thợ làm tốt công việc của mình, giống như bà người chủ cũng hiểu, nói chung là chị em trong tiệm làm hiểu nhau, thấu hiểu nhau thì không có gì phải gọi là nặng nhẹ hết trơn. Thí dụ như mình không có làm gì sai thì người ta đâu có cái cơ hội để nặng nhẹ mình. Không phải riêng về nghề neo, Nhung nghĩ bất cứ một ngành nghề nào, thậm chí là về nhà hàng nè, phục vụ spa này kia nọ, tất cả mọi nơi thì nếu cô bác anh chị mình là người làm, mình làm tốt công việc của mình, không có bị sai bị gì hết thì không có cái cớ gì mà chủ nặng nhẹ mình, mắng nhiếc mình thế này thế kia hết. Trường hợp nếu mình làm tốt công việc của mình rồi mà chủ nặng nhẹ mắng nhiếc mình thế này thế kia thì nhiều người không có đâu. Tại vì ở nước Mỹ này thì tất cả mọi người đều công bằng, đều có quyền tự do hết. Nếu mà cảm thấy áp lực quá, công việc nó không có ấy thì mình xin tiệm khác mình làm. Ở đây là thiếu gì tiệm cô bác anh chị chứ đâu phải riêng gì một tiệm đâu. Nên là không phải riêng gì ngày nào, bất cứ ngày nào cũng vậy. Cảm thấy mình làm công việc này mình thấy thoải mái thì mình cứ tiếp tục, còn không thoải mái thì mình chọn công việc khác hoặc mình đi nơi khác thôi, chứ đâu có vấn đề gì đâu. Hay ở lại cũng Nhung nghĩ cô không có phải là vấn đề gì mà phải cố gắng ở lại để chủ nặng nhẹ mình thế này thế kia trong khi mình làm tốt công việc. Thì anh nói ở cái vấn đề này thì Nhung thấy mà ở một khía cạnh khác ha. Nhung cũng không rành là anh đang ở tiểu bang nào và cách ăn chia như anh thế nào thì Nhung cũng không rõ. Thì Nhung chỉ nói sơ vấn đề này thôi, thì cũng mong khán giả và tất cả cô bác anh chị mình cũng giống như anh thông cảm ha. Mới mưa có mấy ngày thôi mà đậu lửa Nhung tốt quá chừng tốt luôn cô bác anh chị. Hôm nay bò lên vàng quá chừng luôn nè. Nhung sẽ cho bò lên đây ha. Cho bò cao cao chút xíu đi, Nhung sẽ ngắt đọt ha. Tại vì nếu mình ngắt đọt sớm thì nó không có đủ leo, đủ đọt để leo lên vàng á.
Nhanh ghê cô bác anh chị ha, mới lại quay đây sụp tối luôn xuống luôn rồi kìa. Rồi đó thu với lại cộng thêm chuyển mưa nữa. Thôi đến nay Nhung cũng xin phép được khép lại video tại đây. Chúc tất cả cô bác anh chị mình xem video vui vẻ nha. Nếu mà yêu mến hai chồng Nhung thì vui lòng cho Nhung xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Nhung. Và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới. Và Nhung xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị em mình trong những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.